Bật máy lên, vừa nghĩ ra một giai điệu, làm thử. Thử luôn giai điệu với tempo nhá. Thử hòa thanh. Thử luôn chứ còn gì nữa. Xem lại xem là mình có cái hòa thanh nó nghe hay hơn không ạ. Sau đây mình xin phép được đi tắm 2 phút. Wow. Làm tiếp. Bây giờ thì làm bass. Có hay giờ tôi vẫn đợi. Nhạc demo thì mình chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà mình lại quên mất là lúc đầu mình viết về cái gì rồi, các bạn gợi ý cho mình nhé. Tháng 2 lạnh lắm, em sắp cuối trời.